Minecraft, nhưng nếu bạn ngừng lại thì bạn sẽ chết. Đó, và đấy cũng là lý do tại sao mà nãy giờ mình không ngừng chuyển động như vậy. Thực sự thì mình không quen cái kiểu này lắm các bạn ạ. Rồi, và ok, và hai triệu bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình nhà vòng lãn đâu. Và ngày mình sẽ thực hiện một cái thử thách. Nãy giờ mình vẫn di chuyển mà. Đó, thì cái thử thách này nó có tên là nếu như bạn ngừng di chuyển thì bạn sẽ bị chết. Rồi, thì nói chung đấy, luật chơi của cái thử thách này cực kỳ đơn giản. Đấy là mình sẽ phải không ngừng di chuyển và chuyển động như vậy. Và nếu như mình chỉ cần dừng lại khoảng tầm 1 giây thôi thì mình sẽ bị một cái thế lực vô hình nào đó giết chết. Đấy, thế nên là mình sẽ phải liên tục chơi Minecraft trong cái tình trạng lúc nào cũng phải đi như vậy. Đó, ok. Rồi, và luật chơi đơn giản, cứ thế mà làm. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái shop ạc mà mình mới mở. Thì đấy chính là shopender.vn. Với những nick Free Fire giá rẻ chỉ từ 199.000 đồng, cực kỳ chất lượng mà giá lại rẻ, và những vòng quay may mắn cực đỉnh với môn và giải thưởng hấp dẫn. Thậm chí là một nick Free Fire cực VIP đặc biệt, bạn có thể trúng tới 15.000 kim cương chỉ với 20.000 đồng. Truy cập ngay shopender.vn. Rồi, và thì chúng ta sẽ cùng đến với một công việc mà ai cũng sẽ phải bắt đầu khi mới chơi Minecraft, đấy chính là chặt gỗ. Nhưng mà mình cũng không hiểu là cái kiểu này, đấy, cái kiểu mà phải không ngừng di chuyển đấy, vừa không ngừng di chuyển vừa chặt gỗ, thực sự nó rất là khó khăn các bạn ạ. Đó, nên đây mình sẽ phải liên tục di chuyển không ngừng để chặt được một cục gỗ. Đôi khi thì nó sẽ tự nhiên nó sẽ đập vỡ ra như vậy đấy. Ok, mình đã chặt được 5 cục rồi các bạn ạ. Nào, rồi, rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vấn đề đây này. Làm sao để chúng ta có thể phân giải được cái đống gỗ này ra thành các ván gỗ và lại làm nó trở thành bàn chế tạo. Đó, ok. Nào, nhóc, nhóc. Đấy, thì đấy cũng chính là cái vấn đề của cái bạn. Thì đấy cũng chính là cái vấn đề của cái thử thách này. Đấy là có vẻ như chúng ta sẽ không thể chế tạo. Mà thực ra cũng không phải nhá, chúng ta vẫn có thể chế tạo. Nhưng mà với điều kiện đấy là các bạn phải không ngừng di chuyển lúc mà các bạn chế tạo. Nghe có vẻ khó khăn nhỉ. Khi chế tạo là chúng ta sẽ thường phải đứng yên ấy, xong rồi mới bắt đầu chế tạo đúng không? Nhưng mà đây chúng ta sẽ không ngừng di chuyển thì làm sao mà chế tạo được nhỉ? Đó, rồi bây giờ mình sẽ cố gắng nhá. Thực sự 2000 years later. Và sau khoảng hơn 10 lần chơi thử thì mình phát hiện ra chẳng có cách nào để chúng ta có thể chế tạo đồ được ở trong cái thử thách này cả. Chúng ta chỉ cần ngừng di chuyển 1 giây thôi thì chúng ta sẽ ngay lập tức bị chết. Nên việc mà chúng ta có thể chế tạo đồ ở trong thử thách này là bất khả thi. Và thực sự đây không biết có thể coi là một cái gian lận hay không nữa. Nhưng mà mình đã tạo ra một cái cỗ máy làm giảm cái độ khó này. Và các bạn cũng đừng hỏi cái đống đồ này mình lấy ở đâu ra nhá. Cứ game mốt một là có một đống ấy mà. Thôi cầu xin các bạn và Chúa tha thứ cho mình. Nhưng mà thực sự nếu không có máy này thì mình cũng chẳng có cách nào để sống sót ở trong cái thử thách này nữa. Đó, các bạn thấy không? Dừng lại. Tao dừng lại có nửa giây thôi mà. Fuck. Ok, và bây giờ mình sẽ tiếp tục chế tạo cái cỗ máy có thể chế tạo được các món đồ ở trong cái thử thách của Lin này. Rồi. Ok. Và cái bước cuối cùng mình sẽ để một cái xe mỏ. Đấy, thì nguyên lý hoạt động thì chắc là các bạn cũng biết rồi. Thì mình sẽ ngồi lên cái xe mỏ này và cố gắng chế tạo một cái vật phẩm nào đấy. Nhưng mà tất nhiên dù có chế tạo bất cứ một cái cỗ máy nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn bị giới hạn. Đấy là mình chỉ có thể chế tạo được ở trong cái khu vực này thôi. Có vẻ như là chúng ta sẽ phải vừa di chuyển và vừa ngồi lên cái xe mỏ này. Đó, các bạn thấy không? Mình không bị chết, mình đang liên tục di chuyển. Đấy, mình không hề phạm luật nhá. Mình chỉ phạm luật là mình đã hack rồi. Nhưng mà nói chung đây là thử thách không được di chuyển, có phải thử thách không hack đâu đúng không? Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cố gắng. Đấy, đấy là kích vào cái bàn chế tạo này. Thực sự rất là chóng mặt. À đây rồi. Đó, thì bây giờ mình đã có thể truy cập được vào bàn chế tạo. Và chúng ta có thể chế tạo được những cái món đồ. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo ra một ít que và tạo ra một cái cục gỗ. Yes. Yeah, finally. Bình thường thì chúng ta sẽ cần phải có hai người nhá để chúng ta có thể sống sót được ở trong cái thử thách này. Nhưng mà hiện tại thì các bạn biết rồi đấy, mình đang cô đơn FA. Vinh thì bỏ con mẹ theo gái rồi. Còn thế nên mình mới phải sinh tồn một mình như này đây. Có vẻ như chúng ta vẫn có thể vừa nhảy lên. Đó, chúng ta có thể vừa nhảy vừa đào đất. Khá là được đấy nhở. Đây. Ồ, chết. Nhưng mà khi mà mình đào sâu quá đấy thì nó lại dẫn ra đến một cái vấn đề khác. Đấy là mình thực sự nó rất là khó các bạn ạ. Đây, ok. Đây. Rồi, chúng ta sẽ đào từ phía trên như vậy.
chắc là nó sẽ dễ dàng hơn một tí. Nhưng mà việc cấp thiết nhất bây giờ mình nghĩ là chắc mình sẽ tìm một cái hang đấy, chứ đã cứ đảo kiểu này khả năng cũng không ổn các bạn ạ. Đó. Đó, ok. Đấy. Ui sao mình thông minh đấy nhở. Có lẽ mình nên làm hiệu trưởng của trường đại học Harvard. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đào đá nhá. Đó. Mặc dù công việc vẫn hơi khó khăn và khá là nặng nhọc, nhưng mà chúng ta vẫn sống khá là ổn thôi. Rồi, và quay trở lại cái bàn chế tạo chết tiệt này đây. Rồi, và đó. Đó. Ui, easy vãi. Đấy, vậy là chúng ta đã có được một cái cúp đá rất là đơn giản. Ui dồi ôi, các bạn ơi, loay hoa loay hoáy mà trời tối luôn rồi này. Có lẽ là mình sẽ tìm một cái ngôi làng hay là một cái gì đấy trước thôi. Chắc mình sẽ phải đập cái bàn chế tạo này ra để có thể kiểu như là mang cái bàn chế tạo này đi một cái chỗ khác ấy. Rồi. Chứ cứ để yên đây thì khả năng cũng không ổn, bởi vì kiểu nó khá là bí đấy. Ui, cứu hồng. Cứu hồng. Ui, cứu hồng tự nhiên này. Oh my god. Yeah, phê quá các bạn ạ. Rồi. Thôi, giết chết đi. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đào hết cái đám đường ray các kiểu này đi nhá. Ui, thực sự nó rất là mệt khi mà chúng ta cứ vừa cố gắng đấy, chúng ta cứ cố gắng đập cái đường ray theo kiểu vừa đi vừa di chuyển này, vừa đập vừa di chuyển này. Đó, rất là khó. Các bạn nào mà muốn chơi thử cái thử thách này đấy thì các bạn có thể thử cái link tải bên dưới. Và cái này nó dành cho phiên bản 1.16 nhá. Rồi, và yeah, ok. Vậy là chúng ta đã đập hết thành công. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu quá trình đi tìm làng. Ồ, con nhện này. Ui, dễ vãi. À, bây giờ mình sẽ đi xem nào. Và trước mặt mình hình như có một con slam các bạn ạ. Slam thì nó chỉ có một trong một vài khu vực thôi á. Với lại những cái con slam thì nó kiểu nó khá là hiếm. Mình thì mình cũng khá là ít thấy slam ở trong thế giới Minecraft. Rồi, ok. Nào, slam. Lại đây. Nào, chết đi mày. Chết đi. Nào. Ồ, chết. Chết rồi. Khi các bạn nên nhớ nhá là khi mà mình chết hết máu rồi. Oh my god. Ôi, đằng chết rồi, đằng trước lại có một chết. Nó lại có một con zombie cầm đinh ba nhá. Ok, và sau một đêm dài không ngừng di chuyển thì cuối cùng mình đã đợi được đến trời sáng để có thể tiếp tục đi. Và bây giờ chắc là mình sẽ bỏ qua cái đi tìm làng thôi, bởi vì tìm làng thực sự nó rất là mất thời gian nhá. Nên là chắc mình sẽ đi tìm một cái chỗ nào đấy thích hợp để mình có thể xây nhà. Cừu. Yeah. Ui, tận 3 con cừu luôn. Ok, và mình đã đủ điều kiện để làm được một cái giường rồi các bạn ạ. Yeah, và ui, mẹ con zombie này. Mẹ con. Rõ ràng mình vẫn đang di chuyển mà. Và có vẻ như bởi vì kiểu nước ấy nó sẽ làm cản mình di chuyển, và có vẻ như là nó đã hiểu nhầm mình rằng là mình đã ngừng di chuyển. Oh my god. Rồi, và bây giờ mình sẽ tiếp tục dựng cái bàn chế tạo đặc biệt ở đây để chúng ta có thể chế tạo được ở trong cái thử thách này. Và bây giờ có thể lấy đồ được ở trong cái đống này này, thực sự nó cũng là cả một cái vấn đề khó khăn đấy các bạn ạ. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ phải làm sao đây. Lấy đồ. Thật sự thì ngay cả việc mà các bạn lấy đồ ra ở trong túi, thực sự nó cũng là một cái vấn đề cực kỳ khó khăn. Bởi vì khi mà mình lấy đồ ra khỏi túi đấy thì mình vẫn phải đứng yên. Đấy, ui, thực sự nó quá là nhiều vấn đề các bạn ạ. Nhưng mà nói chung đấy là chúng ta vẫn sống yên ổn. Và nó, cái thử thách này thực ra cũng không khó như mình nghĩ. Rồi, và mình sẽ tiếp tục này. Đây, đây, và đây. Đó, vẫn khá là đơn giản. Ôi chết. Đây, nào, đập cái đuốc. Đúng rồi, đặt 4 cái đuốc ở đây. Và đó, easy. Rồi, và Ôi, sao lần này nó quay nhanh dữ vậy. Ôi. Đây, ok. Rồi, và quên lấy đồ chế tạo rồi. Rồi, quay lại nhặt. Rồi, nhặt hết đồ đã. Nãy mình quên lấy đồ chế tạo mất. Rồi, chơi game theo cái góc nhìn này nhìn trông cũng khá thú vị nhỉ. Rồi, và chết. No. và mình quên mất ngồi lên cái tàu hỏa các bạn ạ. Rồi, ngồi lên. No. Ngồi lên tàu hỏa. Yeah. Rồi, bắt đầu chế tạo nhá. Trước hết thì chắc là mình sẽ bật cái này lên. Đấy,
cho nó đỡ chóng mặt. Chưa ngồi gần chóng mặt quá. Nào bấm vào, bấm vào, bấm vào. No, thực sự nó quá khó các bạn ạ. À, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Rồi, và bây giờ mình sẽ sắp xếp lại cái kho đồ của mình. Mấy cái rác các kiểu thì mình sẽ ném vào trong. Rồi, giường này. Chết mẹ, vẫn còn thiếu một cái len nữa. Đây mình sẽ tạo bột xương này để có thể nhuộm màu cái len hồng thành len màu trắng. Rồi, xin lỗi cửa hồng nhá. Rồi, nhưng mà tao cũng không cách nào khác. Rồi, và ta-dan. Rồi, vậy là mình đã có được cái giường. Rồi, và chúng ta đã bớt được cái nỗi lo phần nào khi mà chết. Rồi, nó sẽ đá chúng ta về một cái vị trí khác. Nào, thì chúng ta sẽ lại phải xuất hiện ở vị trí cũ. Với cái giường thì chúng ta có thể lưu lại được cái vị trí mà chúng ta đang ở. Rồi, đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xây nhà nhé. Rồi, và bây giờ thì mình cũng khá là quen rồi. Đó, nên mình có thể vừa di chuyển vừa chặt gỗ. Còn nếu như các bạn nào mà chơi điện thoại đây thì thực sự luôn nhá, đây sẽ là một cực hình rất là lớn. Thì vừa di chuyển mà vừa chặt gỗ trong điện thoại nó khó hơn ở trên máy tính rất là nhiều nhá. Mặc dù cái phiên bản mình đang dùng đều là phiên bản Minecraft dành cho điện thoại, nhưng mà chơi được trên máy tính này, không biết mình có thể vừa làm cái thử thách này vừa phá đảo Minecraft không nhỉ? Mình nghĩ có vẻ thú vị đấy, nhưng chắc là mình không làm được đâu. Thôi bỏ qua nhá. Rồi. Vậy là mình đã có thể có được nãy giờ không biết đã đủ xây được một ngôi nhà chưa ấy. Ui, nãy giờ là mình được 17 cục gỗ. 17 cục gỗ thì mình nghĩ là chắc là chưa đủ đâu. Đây, mình sẽ tiếp tục chặt thêm một ít gỗ nữa. Rồi, vậy là mình ui lại bấm nhầm vào bàn chế tạo. Suýt chết. Ok, và lại quay lại cái bàn chế tạo quay vòng vòng này. Rồi chắc là lần sau mình sẽ cải tiến cho nó đi chậm hơn một tí. Này nhanh quá rồi các bạn ạ. Rồi. Chết, bấm vào bàn chế tạo. Bàn chế tạo, bàn chế tạo, bàn chế tạo, bàn chế tạo. No. Đau đầu quá các bạn ơi. Oh my god. Đây ok, mình đã vào được bàn chế tạo rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ phân giải ra một ít gỗ nhá để có thể xây nhà. Rồi, 64 gỗ này. Rồi, và chắc là tổng cộng mình cũng có khá là nhiều gỗ đấy. Rồi, chúng ta có 34 cộng 64, chính xác là 100 gỗ. Đó, 100 gỗ chắc là mình nghĩ chắc cũng đủ xây một ngôi nhà ở đây. Nào, và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện thử thách vừa đi vừa xây nhà. Chính xác hơn là xây nhà mà không được ngừng di chuyển. Rồi, nào, đây. Thực ra thì cũng khá là dễ, bởi vì đa số khi mà mình xây nhà đấy, trừ mấy cái công đoạn mà mình xây cao thì đa số mình vẫn cứ phải di chuyển như thế này. Rồi, mà không biết trời tối mình có ngủ không nhỉ? Ngủ nghĩa là ngừng di chuyển. Yeah, mình nghĩ chắc không ngủ được đâu. Đây, ok. Nào, mong là cái ông nào tạo ra cái thử thách này, mong là ông đấy vẫn còn tình người cho mình được ngủ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ phải vừa nhảy vừa xây nhà. Đấy, đó. Ui, dễ thế. Ông có thể tạo ra cái thử thách nào nó đơn giản hơn được không? Ui, thế này dễ quá rồi. Rồi. Ui, dễ đấy nhở. Đó, ui, chết. Đó, ui. Rồi. Thì nếu mà mình xây nhà không quá to đấy thì 100 gỗ là quá đủ rồi. Đó, chứ các bạn xây nhà trong Minecraft ấy, mấy cái căn nhà đầu tiên mà toàn đồ sộ vãi đái ra. Ờ, bên này nữa. Đây, và đây. Ui. Thực sự vừa xây nhà vừa di chuyển, thực ra vẫn có thể, chúng ta vẫn có thể miễn cưỡng làm được, nhưng mà xây cái ngôi nhà nhìn như cốc gặm vậy. Oh my god. Rồi, và một cái đuốc nữa nhỉ, cắm vào đây. Pup. Yeah. Xây nốt cái nóc. Mình nghĩ chắc cũng chỉ xây như vậy thôi nhỉ, không cần xây quá nhiều đâu. Rồi, và đồ đạc trong nhà thì tất nhiên là bây giờ có đồ đạc mình cũng chả dùng được cái nào đâu, nên khỏi đồ đạc đi. Rồi, và trời bên ngoài thì cũng đã tối. Và bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ xem chúng ta có thể ngủ được ở trong cái thử thách này đây. Ngủ nghĩa là dừng lại, mà dừng lại là chúng ta sẽ chết. Nào, bây giờ mình đang phân vân giữa ngủ hay là chết này. Không ngủ thì chết vì mệt, mà ngủ thì cũng chết, mà chết ngay. Thôi, thà mình chết ngay còn hơn. Ok, hay lắm. Cuối cùng thì mình vẫn đéo thể nào ngủ được. Vãi. Và vì một lý do thần kỳ đấy mà có vẻ như là cái bàn chế tạo của mình bị một con zombie nó chiếm chỗ rồi. No, trả lại bàn chế tạo cho tao. Cút ngay. Đừng chiếm chỗ. Rồi, và chết rồi. Các bạn ơi. Mình vứt mẹ cái xe mỏ trong đây rồi.
No, và rồi bây giờ mình sẽ ok sẽ mỏi bắt đầu ấy nhỉ. À bên này. Đó. Ui ôi, dễ đấy nhỉ. Đó. Đấy, đấy đi. Rồi, và chết mình sẽ nhặt lại cái đống đồ. Rồi và thực sự cái game nó khốn nạn đến mức mà nó cái thử thách nó khốn nạn đến mức mà mình thậm chí mình không thể nào ngủ được. Ít nhất nó phải có chốt một cái gì để cho mình ngủ rồi chứ. No. Đó, thực sự rất là khốn nạn. Rồi và rồi nói chung là rồi chơi thì phải chơi theo luật đúng không? Ủa chết rồi. Ngồi đất này đi, không đi đập đầu chết mẹ mất. Và với đống đồ này thì chắc là chúng ta bây giờ đã có thể đi mai các thứ được rồi. Ủa mà bây giờ các bạn tưởng tượng nghe kiểu đi mai mà không được di chuyển ấy. Ủa nghe căng phết nhỉ. Rồi và thôi nói chung làm đã làm thử thách rồi thì thôi làm cho chót đi. Đấy. Thì thực sự đào theo cái kiểu này khá là mất thời gian nhưng chúng ta vẫn phải đào nhá. Đó. Đào cách mà cách để các bạn phải đào đất mà theo hướng thẳng xuống một cách an toàn nhất đấy thì có một cái cách đấy là bạn sẽ đào theo hai ô. Sự mệt quá đi. Thôi hay là mình chơi ngu đào thẳng xuống luôn nhỉ. Ừ công nhận bây giờ mình sẽ thử một lần chơi ngu nhá. Biết đâu ăn may đúng không, tự nhiên tìm thấy hang. Rồi rồi bây giờ thử một lần chơi lớn xem mọi người có trầm trồ hay không nào. Đấy xem thực sự chúng ta có thể chạm được hai hang hay không hay là rớt mẹ lava chết đây nào. Rồi nói chung cuộc đời nó đầy rẫy sự may rủi, thôi thì cứ để dòng đời xô đẩy đi, liệu có tìm được hang hay không hay là rơi mẹ lava đây. Ok và có vẻ như là mình không tìm thấy hang nhưng mà mình tìm thấy một cái thứ khác cũng ngon tráng các bạn ạ. Đây là sắt. Yeah, và chết. Đó. Rồi, đào cái cục đá này đi, Đào đi. Yeah. Đó và và mình tìm thấy sắt các bạn ạ. Rồi và chúng ta sẽ đào hết cái chỗ sắt. Yeah, và dòng đời sâu đẩy cuối cùng mình đã tìm thấy hang rồi các bạn ạ. Thực sự đây là một trong những lần may mắn vãi cả đái luôn đấy. Nhưng mà hang tối quá. Và không, thực ra đây chúng ta đã tìm thấy một ít ánh sáng mà nãy thì mình quên cầm theo đuốc. Mà thực ra cũng đéo có than mà làm đuốc cơ. Đó, mình tìm thấy một cái hang khá là ngon rồi nhá. Rồi và đây chúng ta sẽ bắt đầu đi đào sắt này. Đào sắt, đấy, vừa nhảy lên vừa đào. Không được dừng lại nhá, dừng lại là chết. Và hiện tại thì mình cũng khá là đói rồi đấy. Và mình thì mình quên chưa làm cái lò nữa. Thôi ăn mẹ thịt sống đi, chắc không sao đâu. Khi mà chúng ta ăn thịt sống đấy sẽ có 10% cơ hội khi mà bạn ăn vào nó sẽ bị chết. No. Oh my god. Chết rồi, điều mình sợ nhất cũng đã xảy ra, mình lỡ tay dừng lại. No. Và đây và vấn đề tiếp theo là làm sao để chúng ta có thể quay lại cái chỗ hang lúc nãy để có thể lấy lại đồ đây. Nào, nãy giờ mình đào cũng chắc cũng là sâu nhỉ. Ui, sâu thế. Ui, nó sâu. À không, thực ra và nếu mà mình cẩn thận mình vẫn có thể xuống được các bạn ạ. Đây, mình sẽ đợi cho đầy máu nhá. Rồi mình sẽ nhảy thêm phát nữa này. Nào, come on. No, đầy máu đi. Thực sự mình đầy cây sao nó hồi lâu thế nhỉ. Đấy, đúng rồi, đầy máu đi. Rồi, phát ăn may. Thực sự nó quá là sâu. Đã lẽ mình nên đào một cái ô ra ở chỗ đấy để cho nó kiểu chảy nước ra. Nhưng mình quên mất. Chắc là đây, mình sẽ thử một cách khác nhá để có thể xuống được cái hang này. Ước gì mình có thể di chuyển được. Nào, đợi. Thực sự mình bây giờ mình mới cảm thấy cái thử thách này nó hơi bị khó rồi đấy. Nào. Đấy. Đó. Mình vừa nghĩ được một cái cách khá là hay. Ui. Ui. Yeah, thực sự vẫn cái này vẫn quá là khó đấy. Đây mình sẽ thử lại thêm một lần nữa này. Yeah. Có vẻ như mình sắp thành công rồi các bạn ạ. Và sau khoảng tầm 4 năm thử gì đấy thì cuối cùng mình đã làm được rồi. Nào, đầy máu đi. Đầy máu đi. Ở sau máu mới lên hồi chậm hết nhở. Và cuối cùng thì chắc là mình đã xuống dưới được rồi đấy. Nào, come on, come
Come on, come on, yeah, ok. Và yeah. Và sau một khoảng thời gian try hard vãi cứt thì cuối cùng mình đã xuống được dưới hang rồi. Rồi và tìm lại cái đống đồ đã mất đã. Đâu xem nào. Hello. Hello. No, mình mong là đống đồ đấy của mình vẫn còn nhá. Vẫn còn đi mà. No. 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 Đống đồ biến mất hết rồi. No. 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 Mất hết đồ rồi các bạn ơi. No.